ngắm nó lấy nước tạt, lấy tay tạt. Để ra đâu nhé. Không, đâu có thằng lọc. Chẳng nghe tao phát trực tiếp nè. Hello. Hello anh Lộc. Hello anh Lộc. Kêu giờ cánh lì không cho đi bay vậy mấy ông mua cung cấp thực phẩm đi. Chứ đây có chỗ nào sâu đâu không cạn. Ở đây là anh Mít Tinh Lùng. Bắt được một con cá. Cá lóc tao soi. Dính kìa luôn. Tao nó dũng trong nằm. Mấy cá này nhờ chút sâu thôi. Lỡ tay đằng này lọc á. Cái này gạt cái này. Lấy cái thùng lên. Lỡ tay đằng này xuống nè. Tường chết đi đây cho coi anh dính mà mau khi là chết luôn. Để không quá thì mới lên làm cái nào chết chảy máu nhỏ nhỏ hút gì đó bự hút cái chết luôn mới lâu lâu hả cũng vậy bất cỡ. Đuổi cá là như là đuổi gà, đuổi vịt. Rồi tính về hả? Tận nhau lắm thôi. Con gì ăn đỡ trong tiền.
tại này dính nhiều này lộc. Để nó lâu. Anh không đuổi mà anh đuổi đâu. Tôi đuổi nãy giờ đó. Đuổi bất kể. Dính đuổi mới giữ. Dính xin bất kể. Đuổi rộng rồi mới chạy. Thiên con nó nóng nữa. Rồi xong. Ừ, nắng lên rồi ngon rồi. Đúng rồi luôn.